Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, thứ hai, ngày 9 tháng 9 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm qua, ban chiều, tôi có đăng clip, thấy rằng là đã có người chốt kèo mua căn hộ này rồi. Và tôi cũng đã đăng hình ảnh, tôi đang chuẩn bị về Đắk Nông. Thì có rất nhiều người gọi tôi, gửi tin nhắn cho tôi. Câu hỏi đó là trước khi mà về Đắk Nông, tôi có làm một bữa tiệc gì đó để mà chia tay các anh em ở trong thành phố Hồ Chí Minh hay không? Thì tôi trả lời chắc chắn. Tôi chưa có định ngày, nhưng cứ thường sau khi mà nhận đủ tiền của người mua nhà này đó, thì tôi sẽ tổ chức ở tại nhà hàng khoảng chừng 1-2 bàn, mời một số bạn bè như là Trung tướng Trịnh Lương Hy, như là anh Thánh Gióng, như là anh Hoàng Lâm, như là thầy giáo Hổ, như là chị Tuyết Xuân, như là ký sự đất Việt, như là anh người này người nọ, đương nhiên là có Thái Quốc Thọ Sài Gòn Ví Vú, sẽ mời 1-2 bàn để mà chia tay nhau đi lên Đắk Nông. Nhưng tôi cũng sẽ trở về lại đây thường xuyên mà, từ Đắk Nông về lại đây khi mà có cao tốc xong vào năm 2027 á, thì từ Đắk Nông về đây chỉ có 2 tiếng thôi, chỉ có 2 tiếng à. Nó cũng y như là từ đây tới Cần Thơ, Cần Thơ về đây. Nên là tôi là dự trù trong tương lai, từ Đắk Nông về đây gần lắm chứ không có xa đâu. Coi vậy chứ nếu mà đi cao tốc trong tương lai mà xong là có 2 tiếng đồng hồ nhé. Rồi có người hỏi lên trên đó tìm làm ăn mới à? YouTube xuống quá rồi, bây giờ là lên trên đó để mà làm cà phê à? Hay làm cái gì đó? Rồi có người là nói anh Hùng lên trên đó để làm homestay à? Làm resort à? Tôi cũng xin trả lời luôn, đất ở đó của tôi không đủ để làm cà phê. Làm cà phê thì ít nhất cũng phải vài mẫu, vài hecta, tôi không có đủ tiền để mà mua làm cà phê như thế. Nhưng trên đất của tôi hiện giờ còn có một số cây cà phê thì có, đủ để mà gì đó thôi, chứ không có phải là để buôn bán cà phê. Rồi làm resort à? Có thể nhé, có thể. Làm homestay à? Có thể. Làm một cái gì đó à? Có thể. Tôi chưa có định, tôi chưa có rõ nét. Vì nơi đó nó có rất nhiều sản phẩm. Thí dụ như là yến nè, cà phê nè, tiêu nè, sầu riêng nè, cao su nè, điều nè. Những sản phẩm đó thì có thể tôi xuất cảng thì sao tôi không biết nha, nên nói rằng là nhắm tới một cái hướng làm ăn gì đó có đúng hay không thì có thể. YouTube à, thì xuống à, đúng, YouTube thì bây giờ nó bão hòa rồi, không phải chỉ riêng tôi mà hầu như ai làm YouTube đều biết nó xuống. Trước đây là khoảng chừng 10 phần thì bây giờ may ra chỉ có 1 phần thôi. YouTube xuống cho nên chuyện đó bình thường, không có gì cả. Vậy tôi lên trên đó có người hỏi như vậy là tính có một cái hướng đi gì đó để tìm một cơ hội mới à? Đúng. Hướng gì đó, hướng đi gì đó, một cơ hội mới gì đó, tôi chưa biết rõ, nhưng mà tôi biết là có cơ hội. Ở đó có phải là quê hẳn hay không thì dạ thưa không. Thị trấn Kiến Đức bây giờ trường học cấp 3, cấp 2, cấp 1 có rất nhiều, rất khang trang, rộng rãi. Thị trấn Kiến Đức theo tôi, con số mà tôi lên rồi nó rất là đẹp. Chợ Kiến Đức đầy đủ hết, từ Kiến Đức lên tới Gia Nghĩa, cách đó mười mấy cây thì phải nói Gia Nghĩa bây giờ kinh khủng lắm rồi. Nên những ai chưa lên Đắk Nông thì chưa biết gì hết. Lên Đắk Nông mới là tương lai đó. Đó là khẳng định của tôi. Nếu mà mưa gió bão bùng liên tục thì các tỉnh mà liên
kề với các bờ biển thì sẽ gặp một số trục trặc trong tương lai. Đắk Nông hoặc là các tỉnh Tây Nguyên mới là nơi rất là tốt đó. Xin trả lời như vậy. Và cái hướng đi để làm ăn thì tôi xin chia sẻ một câu chuyện mà tôi thấy rằng là biết đâu được. Như tôi có nói với bà xã tôi, cái người người mà mua nhà đó thì có người mà đặt cọc trước sau đó bỏ đó, rồi cái kỳ sau hôm qua thì là cái người đặt cọc đó, thì tôi nói rằng là chứ mình cứ rao bán đúng giá thị trường, và đó ai có duyên thì người đó mua còn không có sao hết đó, không có gì để buồn hết đó. Vì nhà cửa là duyên, là phúc phần của ai đó. À, cũng giống như là duyên nợ vợ chồng vậy đó. Làm ăn á, thì là do số của mỗi người, trời cho ai người đó được. Trời cho ai người đó được. Tôi đã từng chứng kiến có những người không có hiểu biết kiến thức gì hết mà đầu tư ở đâu thì trúng ở đó. Trời cho ai người đó được. Và có những người rất là giỏi giang mà đầu tư chỗ nào thì trập chỗ đó hoặc là không có được thành công. Trời cho ai người đó được. Nên tôi xin chia sẻ một câu chuyện ở bên Mỹ. Câu chuyện ở bên Mỹ để rồi tôi tự tạo cái tinh thần cho tôi. Câu chuyện đó là một ông tên là Charles Coristine. Đây là hình ảnh ông Charles Coristine. Charles Coristine đang làm việc ở trong nhà máy sản xuất popcorn với nhãn hiệu là Lesser Evil. Đó là hình ảnh ông Charles Coristine. Ông này năm nay là khoảng chừng 62 tuổi, chắc cũng khoảng bằng tuổi tôi. Cách đây mười mấy năm, ông là một nhân viên chuyên về thị trường chứng khoán của Mỹ, làm cho một đại công ty tên là Morgan Stanley. Morgan Stanley là một cơ quan tài chánh có cả các ngân hàng như là ngân hàng Chase rất là nổi tiếng. Ông lại là một chuyên viên về vấn đề thị trường chứng khoán. Ấy vậy mà ông cảm thấy là mệt mỏi với thị trường chứng khoán. Ông có dành tiền tiết kiệm khoảng chừng mấy trăm ngàn đô. Thế một hôm ông ở trong một cái quán bar, ông gặp một người, người đó có một công ty làm popcorn, tức là bắp nổ đó, bán popcorn. Người đó nói rằng là chứ là lợi tức của mình cũng bình bình vậy thôi, nhưng mà chán, không có muốn làm cái nghề popcorn này nữa. Cái hãng popcorn này tên là Lesser Evil ở tại tiểu bang Connecticut. Thế ông Charles Coristine hỏi, vậy bán bao nhiêu? Tôi mua chứ. Hứng lên như vậy nói vậy thôi. Tôi giờ cũng chán cái công việc làm thị trường chứng khoán rồi. Lúc lên, lúc xuống, lúc này, lúc nọ. Thì đối tác của ông ngó ông với hai con mắt tròn xoe ra. Trời ơi, cỡ như tôi mà tôi được ăn học giống như ông, đã có bằng thạc sĩ này nọ rồi, làm việc ở trong thị trường chứng khoán, làm cho Morgan Stanley. Trời, không thể tưởng tượng được. Ông muốn mua cái của tôi để làm cái gì? Ông Charles Coristine nói, tôi chán à. Ông kia mới nói, ông đã hơn 50 tuổi rồi. Hình như ông năm mươi mấy, 52 rồi. Tuổi này đâu có phải là tuổi lập nghiệp nữa. Tuổi này, thưa quý khán giả, hồi xưa Đức Khổng Tử nói rằng là chứ tam thập nhi lập, tức là 30 tuổi lập nghiệp, ngũ thập tri thiên mệnh, là tuổi đã biết số trời rồi. Tuổi này nên mà ông tính toán để mà về hưu chứ, còn khoảng chừng mười mấy năm nữa là ông về hưu. Ông mua cái gì của tôi? Ông Charles Coristine, ông nói là chứ tôi thích như vậy đó. Đó là hứng. Thế ông mới vét hết tiền của ông có là 250.000 đô la trong quỹ tiết kiệm á, ông mua. Mà ông chả có kinh nghiệm gì về vấn đề nhà hàng, cũng chả có kinh nghiệm gì về vấn đề làm popcorn, chả có kinh nghiệm gì về vấn đề điều hành một công ty như vậy,
là một chuyên viên về vấn đề thị trường chứng khoán. Nhưng ông cảm thấy rằng bây giờ ông thích làm một cái mới. Thế ông mua. Ông mua 250.000 thì những bạn bè của ông chê bai ông đủ điều hết. Trời ơi, ông này đúng là vất tiền qua cửa sổ. Nhưng ông Charles Christie ông về đó thì ông lại là một người có năng khiếu. Ông nghiên cứu, à cái popcorn này phải làm như thế nào, nó có cheese nè, nó có cái này nọ đó. Thì ông bán được. Ông bán cho các cửa hàng chợ của Mỹ. Họ lấy mối. Đương nhiên một vài năm đầu ông gặp khó khăn. Tới năm 2021, lúc đó dầu có dịch Covid-19, popcorn của ông bán á, lợi nhuận á, là đã 14 triệu rồi, 14 triệu đô. Năm 2023, ông có 280 nhân viên làm trong hãng popcorn Lesser Evil của ông và đã bán ra tới 120 triệu Mỹ Kim. Và năm nay dự trù doanh thu của ông sẽ tăng lên. Doanh thu cá nhân của ông cũng sẽ tăng lên. Ít nhất là cũng khoảng chừng 20-30 triệu chứ không phải là con số 100.000. Nếu ông tiếp tục làm ở trong thị trường chứng khoán thì con số của ông làm chỉ có thể khoảng chừng tối đa là 1 triệu đô một năm. Còn ông bây giờ đó là bỏ ra 250.000 mà bây giờ thu về mỗi năm như vậy là dự trù là 10-20 triệu và còn có thể hơn nữa. Chỉ là popcorn mà thôi. Một sản phẩm như thế mà ông làm đúng thì ông đã thành công như vậy. Nên ông mạo hiểm. Người ta nói ông mua một công ty làm popcorn mà chả có lợi nhuận, chắc là tiêu tùng. Ông đâu có tiêu tùng. Trời cho ai người đó được, thế không? Thì tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi về Đắk Nông, tôi nghĩ rằng ở nơi đó có nhiều sản phẩm tốt. Thí dụ như là sản phẩm về sức khỏe, nấm đông trùng hạ thảo cũng là một loại rất là tốt. Rồi con đông trùng hạ thảo nữa là thứ thiệt hết. Chứ không phải giống như là ở bên Trung Quốc, bên Đài Loan á, họ mua đâu không biết rồi họ bán có nhiều loại giả. Mà qua bên Mỹ bán rất là mắc, mắc lắm. Nếu mà đúng nơi, đúng chốn, thứ thiệt thì tôi giữ sức khỏe cho tôi và tôi cũng có thể bán những loại đó. Nấm đông trùng hạ thảo, con đông trùng hạ thảo, yến thiệt, chứ không phải là yến giả đó. Tại vì ở nơi đó yến rất là nhiều, sản phẩm yến, cà phê thì đương nhiên, sầu riêng nhiều lắm, tốt lắm, sầu riêng, cà phê, bơ, trái bơ đó, điều, có nhiều sản phẩm lắm. Tôi không biết là cơ hội đến như thế nào, nhưng mà tôi thấy là có cơ hội đó. Rồi cái vùng mà tôi đến đó lại là không còn là thôn quê nữa, rất là đẹp, khí hậu tốt lắm. Tôi có view nhìn ra bờ hồ đẹp lắm, view mà nhìn từ trên nhìn ra hồ xa đẹp lắm, có thác nữa. Tại sao mình không đến một cái nơi rất là đẹp như vậy? Trong tương lai cao tốc mà xong rồi đó thì chỉ có 2 tiếng về lại thành phố Hồ Chí Minh thôi. Nên là tôi nói rằng là cứ nắm bắt cơ hội đi. Và coi như là mình mạo hiểm một lần, nhưng mà nó tốt cho sức khỏe là cái chắc. Và biết đâu được giúp ích cho những người khác có sức khỏe giống như mình ở nơi như thế. Đó là ý nghĩ của tôi. Bà xã Kim Ngân của tôi thì còn trẻ, đương nhiên rồi giờ tôi cũng phải tính toán như thế nào đó để mà một tháng ít nhất từ Đắk Nông về lại thành phố Hồ Chí Minh rồi còn đi Cần Thơ nữa chứ. Bà xã của tôi cũng đang điều hành ở Cần Thơ mà, tức là điều hành từ xa, điều hành online, điều hành là có thuê người điều hành vân vân. Nên tôi nghĩ rằng lúc đầu bà xã có thể buồn, nhưng không có thể nào mà không lên trên Đắk Nông, vì bà xã tôi cũng đã tới nơi đó và đã cân nhắc kỹ rồi, sẽ lên Đắk Nông. Ở ngay thị trấn Kiến Đức, không còn là nhỏ nữa.
Nơi đó rất là đẹp. Khi nào mà tôi ổn định được nơi đó, tôi sẽ quay những thước phim nơi tôi ở và tôi gửi đến quý khán giả. Nên các bạn bè hỏi tôi nhiều lắm. Hôm qua thì phải nói người ở Cao Bằng cũng gọi điện thoại, người ở Hà Nội, người ở các tỉnh miền Trung Bắc của Việt Nam đang bị gió bão Yagi mà cũng cứ gọi hỏi thăm. Thì đó là cảm ơn các bạn. Rồi có những ông anh ở Nha Trang, Khánh Hòa hỏi vui. Rồi người ở Cần Thơ cũng hỏi nữa, sao lại phiêu lưu mạo hiểm như thế? Biết đâu được, đổi đời cho vui. Và những ngày ở trên đó sẽ là những ngày mà rất là vui đối với tôi. Có một cái không gian cho bản thân mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.